Đó. Thì khi đẩy đơn đi hết thì mọi người biết ai cũng bức xúc hết đó, chứ không phải là riêng gì đi đâu. Mà đi nói như trời ơi, chứ đưa tôi vô chứ ăn cắp chứ 8 triệu 200 đô, chứ ác tôi vậy, trời ơi thiệt luôn á. Trời ơi chết rồi, cô có khám, cô đi khám giùm con hay cô. Trời ơi, chích thuốc chích đồ vô đi chứ. Nguyên một bầy luôn á. Không thấy được hay sao vậy trời. Nãy vô đọc cái thư ngõ là hết muốn, hết cảm hứng mà bán hàng rồi mọi người thiệt. Ừ, tự nhiên giờ thay cô cái câu mà nghe mắc cười, bây giờ con đừng có đứng lại, đừng đừng để cô liên gan nữa. Cái trách nhiệm của con này bây giờ trả nợ trần gian, tiền thì lấy hết, dòng vàng trong tủ cũng lấy hết, mà giờ trả nợ trần gian là trả nợ cái gì thì nó cũng vẫn trả đó, khỏi cần nhắc nó. Nhưng mà nó mất công bằng hả chứ, trời đất ơi cái gì vậy. Uống thuốc chưa cô, cả nhà uống thuốc chưa, cả nhà bên đâu uống thuốc chưa, khám não lại. Trời, bố trả lời chưa hả? Trời ơi. Nó không bị gì. Bây giờ mọi người thấy không? Nó càng ngày nó càng coi như không có từ nào mà nó tả nổi hết rồi mọi người. Mọi người biết không, đi rao ni quá trời quá đất luôn á. Tấn công cho mấy cái nick giả, tấn công vô rồi đi nói hết chứ mấy người bên kia. Nói ni là cái con đó nó ghê lắm. Chiến đây là con này phải nằm xuống nè, để nó nằm xuống mới thấy cái cảnh. Trời ơi, vậy thì suốt đời tôi nói thiệt với mọi người chứ. Bây giờ tôi bị, tôi tự hủy, tôi đi vô lòng đất những cái việc, những cái việc nha. Cái việc đó mọi người thấy không? Ngay cả luật sư, tất cả luật sư thì cũng 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 loan á, cũng cái chị nào đã giới thiệu bên 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 thầy 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 Nhật đó, rồi bên luật bên công ty luật sư Tam Quan đó thì mới giới thiệu cho Loan, thì Loan mới bàn với Ni. Có nghĩa là khi mà tôi ra quyết định rồi, Loan có nói Ni ơi, ừ, em chọn luật sư này Ni thấy sao, thì tất nhiên Ni đi gặp thì thấy bác rất là đạo đức, rất là có tâm đó, cho nên là thôi chọn. Trời ơi, cái kẻ luật sư tôi cũng để cho nó chọn rồi, giờ tới cái việc bán hàng cũng may nha, nó còn tin Ni. Mọi người biết rồi, khi mà nó tin Ni để mà phát ngôn thì nó tin hết mọi thứ. Nó nói Ni ơi, Ni coi cái hàng mà nhập với Ni nhập giùm em không. Ni nói mày đừng có để cái chuyện bán hàng mà dính tới tao, mày kiếm ai đi, mày nhập đi, mày mày biết bao nhiêu người mày hỏi đi, mày đừng có để tao dính vô cái đó. Là Ni làm cái gì cũng để nói đi, mà cũng nói được. Giờ con hỏi cô chứ bây giờ con lấy cái nhà nó rồi con sống với thiên hạ được không? Ví dụ mai mốt con lấy cái nhà này con sống thiên hạ được không? Con lấy được cái gì? Con nói con đâu có chắc bắt nó nợ đâu. Tao có biết phải nợ tao đồng nào không Loan? Ừ? Hồi xưa giờ tao có kêu mày nợ tao đồng nào không? Mày đang đặt cái gì vậy? Nè. Xử nặng gì nữa vậy? Chửi ai? Giọng hát này thì truyền nhân, nhưng ra đường kiếm sinh ăn được, nhưng mà nhà từ từ giao cho tụi mày luôn. Trời ơi, ba xử con mệt ba quá. Mới thì mấy rưỡi. Thôi 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 thôi. Có đời nghỉ anh đừng điện cho em nữa, nhưng anh em nhức đầu quá. Đừng có nhưng anh Sử ơi, anh Sử đại ca đừng có điện cho em nữa, rồi xong rồi đó. Em nhức đầu, em mỏi mệt quá. Đó đó, tao hỏi mày lại, mày khỏi đọc. Hồi giờ tao có kêu mày nợ tao không? Cái gì hồi giờ tao có kêu, trời giờ tôi tưởng bà đang nói chuyện gì không. Tao nói hồi giờ tao có kêu mày nợ tao đồng nào không? Không. Ừ, mày còn kêu tao chị Ni ơi, cái tiền mà chị giúp em á, sau này em có tiền em làm em trả cho chị. Tao có nói mày có nợ tao không? Tao nói không cần trả, ok không? Có không, tự Đúng nói. rồi. Ừ, là sao này vậy mọi người, đâu có cài nó nợ đâu mà lấy cái nhà, sao kỳ vậy. Là bị chuyện không anh chị ơi. Trời ơi Mệt mỏi đó. sao mà kỳ vậy trời. Rồi tự nhiên cái đi 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 đồn với lại mấy cô chú anh chị nghệ sĩ là trời ơi, thấy 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 chán, thấy buồn cho cậu Năm chú Năm. Cái gì vậy, họ đi rêu rao xấu, tiếng xấu cho tôi. Rồi tôi chưa khoe đó, em làm chuyện tốt em chưa khoe đó mọi người. Em làm mười mấy năm để nếu em khoe ngay thời điểm rồi, chứ để em khoe bây giờ đâu. Mọi người có hiểu em không có khoe không?
Ví dụ mình làm mình cảm thấy cái tâm mình nó vui, mình gặp được những người giống như vậy nè, mọi người hiểu rằng nó là cái người xứng đáng được yêu thương. Chứ còn đi vô mình câu vô đây rồi trời ơi thôi quăng cỡ 100 triệu thôi đó, Loan tao giúp mày 100 triệu mày đăng lên Facebook cho tao cũng được tiếng thơm rồi, cần gì đâu mà phải vừa công vừa sức rồi vừa để mà coi nó như một đứa em, để mà coi như là tình nghĩa cả đời luôn đó mọi người. Để mọi người có thấy không, mà em nhắc lại luôn, có những cái chi tiết nó rất là tình cảm để mà có ngày hôm nay Ni thương nó như vậy và nó cũng thương Ni như vậy. Ở trong gia đình có nghĩa là có những giây phút hai chị em á biết nhau cùng nhau đi cùng cực khổ, rồi Ni thấy giọt nước mắt của nó, chỉ có nó không thấy giọt nước mắt của Ni thôi, tại vì Ni bây giờ là người phụ nữ, bây giờ Ni khóc Ni cũng có lên đây Ni nói Ni tốt, Ni cũng không hoàn hảo nhưng mà chắc chắn một điều là không thể so sánh với bên đó với Ni được, tại vì Ni đâu bao giờ quyên góp với mọi người. Mọi người có thấy bây giờ Ni đem cái số tài khoản lên Ni quyên góp không, Ni có than với mọi người không, Ni không bao giờ Ni than, Ni đem quyên góp lên, Ni là người dân đó, nhưng mà Ni là cái người giúp nó, còn trong nhà đó là cái người dồn nó vô đường cùng, thì làm sao mà đi so sánh được với Ni được, làm sao mà đi nói Ni như vậy được. Rồi lại kêu là nghe lời đi, nằm xuống đi, con này lấy nhà, trời ơi cả đời này tôi còn bao nhiêu năm nữa, tôi sống còn nhiêu năm nữa đâu, tôi lấy cái nhà này tôi sống nổi với thiên hạ không, đâu phải cái nhà này không ai biết, cái số năm rồi thì điểm thì nó nổi tiếng cả thế giới, những cộng đồng người Việt ai cũng biết hết. Rồi một ngày tự nhiên cái con Ni trở thành chủ sở hữu, chủ nhân cái nhà này, tôi sống nổi không, tôi ra đường chắc tôi bay tôi bịch cũng 8 cái bịch mặt á, chắc là tôi phải muốn ở cái nhà này là tôi phải mướn bảo vệ chứ không phải cả 100 người đi theo á, nhiều khi chắc bảo vệ cõng trên người luôn á, ôm trên người luôn mới dứt đi được, chứ tôi cũng sợ, nó sợ chọi đá đó. Sao mà đi nói mà đi rồi đi nói với con chú nghệ sĩ là rồi tôi là cái người lấy thằng Hải, rồi tôi là cái người đem ma túy, rồi ôi sao mà ác mồm ác miệng dữ vậy không biết nữa đó. Để nói cho mọi người biết, nói cho cô chú anh chị em nghệ sĩ biết là như vậy. Trời ơi con nói thiệt với cô chú á, tại vì á sống mà lương lẹo, muốn ăn cướp ăn trộm của người khác thì không có thể nào mà gặp người tử tế được. Làm sao mà gặp người tử tế được, chỉ có mình sống lương thiện, mình chất phát, mình thật thà thì cái người tử tế họ mới thấy mình. Chứ còn sống đó làm sao mà gặp người tốt. Đó, thấy tại sao bây giờ kêu là công bằng đó. Có được diễn không? Không. Lên đài cũng bị tẩy chay. Đi đâu cũng người ta ghét. Đi vô hủ tiếu cũng bị người ta đuổi. Người ta không bán. Rồi tránh lái qua nói là không đũa, không muỗng. Đúng rồi. Giờ nói cái chuyện không bán mà vô người ta không đưa. Bây giờ ăn vô quán ăn mà tôi hỏi mọi người. Chứ giờ kêu tôi lấy cái tô mà không đưa cái chén, cái đũa rồi quá cha ghét tôi rồi còn gì nữa. Tôi vô tôi ăn mà. Tôi vô tôi ăn mà sao không đưa đũa muỗng tôi lại ăn bắp hả? Có quán này ăn bắp không? Rồi đánh tráo lại là nó vô, cái đó là sự việc lên là đính chính là có vô quán mà do không có đũa muỗng. Tại vì cô chủ quán cô không thích đó, cô không thích bán cho nên cô mới vậy đó. Trời ơi, cái gì mà tôi thấy hả, càng ngày càng quá đáng mà không biết cái sai của mình luôn á. Mọi người á, mọi người Ni chỉ nói sự thật thôi. Tại vì á, Ni sẽ đi. Rồi Loan về với gia đình, Loan mới có ở lại. Mọi người ủng hộ Loan tại câu chuyện này, Loan mới là nhân vật chính. Mọi người ủng hộ Loan là Ni vui rồi, Ni chỉ nói sự thật thôi. Chứ cũng không phải trời ơi, chứ đâu tôi đâu bắt đâu cô cứ sợ con được mọi người tạng tự sát hay sao mà cô rồi con kia nữa, con ve nữa. Nó cứ nó sợ mình, người ta tạc tự sát mình hay sao mà. Nó vô nó công kích, nó nói xấu mình quá trời quá đất, tạo nít giả này kia. Nói xấu hết người này đến người kia, nói xấu anh Vũ Luân, rồi nói xấu Bình Tinh, nói xấu chú Linh Tâm, nói xấu hết vậy đó. Rồi ra đường chi dạ nay cô ơi, con thì cô trời ơi chán lắm cô ơi, nó nói vậy, ra đường nó dạ nay vậy đó mọi người. Bây giờ em không có up được, chị Quách Phương Trang em đọc cho mọi người nghe nha, em up em phải hỏi ý kiến, em hỏi ý kiến luật sư của em á. Nó ăn vô tư lắm đó, hỏi nó cái nó ngơ nó ngác cái nó đâu, mọi người hiểu không, nó rất là vô tư, phải là vô tư. Đúng là khi mà chính diện với câu chuyện á nó mới buồn, nó mới suy nghĩ. Còn hả bé là đó, giờ bé thấy mình phát ngôn rồi là bé nói gì mà nói sao gì đi, tôi hỏi sao trời ơi, ta đang dồn mà chứ sao, sao là sao. Nó đâu biết là chuyện trên tòa là nó mất hết luôn á, nếu như mà không xuất hiện nha, không làm tất cả các bước nha,
không hướng dẫn đó nha, không có luật sư nha, là mọi người có biết không, là nó đi ra khỏi nhà hết, nó đi ra khỏi nhà luôn, nó không có cái gì luôn nha mọi người, chứ không phải là ở cái nhà đoàn thị điểm này ba nó mặc dù nó có giấy khai sinh, giấy hợp lệ đó, chứ không phải đâu. Nói hết người này, nói hết người kia, tạo cái nick giả vô mà cái văn ngôn y chang luôn. Tôi nói thiệt, từ cái dấu icon, cái dấu mà ký tự á cũng y chang, cũng chấm 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 ba chấm vậy nè, cũng lít vô vậy đó, y chang vậy đó. Từ cái chữ không, chữ t, chữ h gì là y chang, mà cãi vô cãi. Rồi á, cái màn hình á, cái màn hình của anh gì đó. Ừ. Chưa thay, thôi ta thay đi. Ta ăn dụng thì ta phải chùi mỏ chứ, chùi miệng chứ. Trời ơi, ta thay cái màn hình đi, đăng lên, biết cha rồi. Hai vợ chồng xứng đôi dừa lứa, hèn hạ, bẩn bựa, đồi bại nguyên một đám luôn á. Trời ơi. Rồi mọi người thấy rồi đó. Có nghĩa là nó dồn bình tĩnh vô á, nó dồn bình tĩnh là phải. Nhưng mà phải không, trước mặt á, cái này mình tin, chị xin lỗi mình tin trước luôn nha, trước mặt á là nó kiểu như nó nói với mọi người là ừ mình tin, nó đẩy của mình tin vô cái kiểu như nó làm cho mọi người suy nghĩ là của mình tin là hai phe á, hiểu không, mọi người hiểu không? Rồi đằng sau nó cho nít giả, nó công kích mình tin, nó dựng chuyện, nó đổ cho mình tin, nó đổ cho anh Vũ Lân, nó nói xấu hết người này người kia, mọi người thấy rồi đó, rất là bẩn bựa, rất là đòi bại. Nhưng một mặt ở trước thì em đâu biết gì đâu, trời ơi tôi đâu biết gì đâu, kiểu vậy đó. Mọi người hiểu không? Nó rất là thâm, thâm cực kỳ. Cho nên những bước đường nó đi đều là một tay nó dàn dựng hết. Nếu mà muốn hình ảnh đẹp ngay từ đầu không nên lấy tiền phúng điếu, chỉ lấy hoa thôi. Tại sao kêu là mọi người ngưng hoa đi, lấy tiền phúng điếu thôi. Đúng rồi, thấy em. Cho nên là mọi người hiểu không? Đánh đồng nó muốn đó, mọi người biết rồi đó, nó rất là ghê, chứ không phải, chứ không phải là bây giờ tới ngày này Ni phải nói hết. Chứ Ni không nói, con Loan nó mà nói, con Loan nói chắc chờ xung rụng đi mọi người, nó không biết nói cái gì đâu. Có nghĩa là nó sẽ bị tấn công và nó sẽ bị tất cả mọi thứ nó đặt ngược tình thế lại hết. Đâu mọi người cũng hiểu rồi, nhiều khi bình tĩnh nó cũng nói mà, nó nói em nghệ sĩ mà sao mà em nói ra sao được Ni. Anh Lương anh cũng nói làm sao anh nói được Ni, mọi người phải thông cảm. Nghệ sĩ họ khác, giống như Hằng Xuyên cũng vậy. Ni à, em không thể đứng lên em giúp Loan, nhưng em không thể nào em ra mặt được Ni. Ni giúp em đi, tôi nè, tôi đâu có tham gia, tôi đâu phải nghệ sĩ, tôi đâu có phải cái gì đâu mà nói tôi, cho nên tôi buộc tôi phải nói.